tỉnh táo, minh mẫn, kích thích tinh thần. Đó là những tác dụng thần kỳ mà chất caffeine có trong nhiều loại thức uống mang lại cho người sử dụng. Tuy nhiên, caffeine cũng là chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy những tác hại đó là gì? Và liều lượng sử dụng như thế nào là hợp lý? Mời quý khán giả đón xem cảnh báo an toàn sống số phát sóng tiếp theo. Nguy hại từ thói quen lạm dụng thức uống có caffeine. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 12 tháng 11 trên HTV7 để có câu trả lời.